Xin chào, chào mừng các bạn đến với chương trình Tôi Tự Làm, kênh Do It Yourself Inspiration tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm một cái bánh sinh nhật phủ đầy kẹo. Mình nghĩ đây là quà tặng rất là tuyệt vời cho những em bé hảo ngọt đấy. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem mình làm cái bánh sinh nhật này như thế nào nhé. Như các bạn đã thấy thì rất là nhiều loại kẹo ở đây. Có cả kẹo trái cây, kẹo sô-cô-la, Snickers, Milky Way, kẹo sô-cô-la trắng và rất là nhiều hãng kẹo khác nhau. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Nguyên liệu mình cần tất nhiên là không thể thiếu các loại kẹo rồi. Các bạn cứ mua thật nhiều kẹo. Những cái cây kẹo Snickers hoặc là kẹo mà kẹo cây hoặc là kẹo viên, chúng ta có đầy đủ các loại thì chúng ta dễ dàng để dán phủ đầy cái bánh sinh nhật hơn. Mình rất là thích tất cả những loại kẹo này. Và dụng cụ chúng ta không thể thiếu đó là một cái hộp hình trụ bằng nhựa mà để như là làm cái khung vậy đó. Mình sẽ dán những cái viên kẹo lên cái khung nhựa này. Cái khung nhựa này thì các bạn nên mua loại có hình trụ mà ở trên hơi nhỏ hơn một xíu so với đáy, thì chúng ta làm cái bánh sinh nhật có cái hình nó sẽ đẹp hơn. Và mình còn có một cái kéo tất nhiên rồi, và một cuộn băng keo hai mặt màu trắng. Băng keo hai mặt này thì để chúng ta dán đính những cái kẹo lên trên cái khuôn này. Và đây là một cái nơ, như là cái nơ mà chúng ta hay để trang trí những cái hộp quà tặng vậy đó. Các bạn có thể dễ dàng mua được những cái nơ này ở nhà sách hoặc là những tiệm bán dụng cụ học tập. Và bây giờ mình sẽ cắt một ít băng keo hai mặt và mình đính lên cái kẹo. Lột băng keo hai mặt ra và mình dán cái viên kẹo đầu tiên vào cái hộp nhựa này. Chúng ta cứ dán những cái viên kẹo, cái thỏi kẹo mà hình chữ nhật cho chạy dọc xung quanh cái bánh sinh nhật này, cái khung làm bánh. Các bạn hãy xem mình dán nhé. Cái thỏi kẹo này thì thấp hơn cái thỏi kẹo đầu tiên, cho nên mình sẽ đính thêm một cái viên kẹo trái cây. Và cứ như thế chúng ta cứ dán những cái thỏi kẹo ở xung quanh cái hộp nhựa này. Các bạn cứ dán đến khi nào mà chúng ta dán xong hết tất cả. Nếu mà cái chỗ nào mà còn trống thì chúng ta có thể đính thêm những cái viên kẹo trái cây nhỏ để che lấp cái khoảng trống đó. Ở đây có khá là nhiều loại kẹo mình yêu thích. Mình thích nhất là Snickers và Milky Way. Mình nghĩ là các bé rất là thích quà tặng này đấy, bởi vì có ai mà không thích khi mà nhận được một cái món quà mà toàn là kẹo. Thật là tuyệt vời. Và bây giờ mình để dán gần như là xong cái viền xung quanh cái bánh sinh nhật. Và bây giờ mình sẽ dán tiếp những cái viên kẹo ở trên mặt trên sao cho phủ đầy hết cả cái hộp nhựa này.
Và xong rồi mình đã dán tất cả những viên kẹo phủ đầy cái hộp nhựa này và mình đã tạo được một cái bánh sinh nhật rất là tuyệt vời. Và bây giờ mình sẽ bỏ cái nơ này lên. La la la, nhìn trong một cái bánh sinh nhật vừa giống bánh sinh nhật mà vừa giống một cái hộp quà để tặng sinh nhật nữa. Các bạn thấy thế nào? Mình nghĩ là các bé mà hảo ngọt thì vô cùng là yêu thích khi mà chúng nhận được những cái quà tặng như thế này đấy. Nếu mà các bạn thích video này thì đừng quên bấm like nhé. Và đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video tiếp theo trong kênh Tôi Tự Làm. Và nếu các bạn đã làm được cái bánh sinh nhật này rồi thì hãy comment cho mình biết nhé. Xin chào tạm biệt, bye bye.